Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với chương trình Câu chuyện gia đình, chương trình do Ban Khoa giáo Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Y tế Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông Tây Việt thực hiện. Quý vị thân mến, phụ nữ ở độ tuổi trung niên được ví như một đóa hoa nở muộn vẫn đượm sắc bền hương để tỏa sáng và làm đẹp cho đời. Để có được điều đó, chỉ khi phụ nữ chúng ta biết quan tâm và chăm sóc cho bản thân, nhất là cần phải chú trọng bổ sung những dưỡng chất cần thiết để tốt cho xương và từ đó có được một vóc dáng khỏe mạnh cân đối. Để hiểu rõ hơn về điều này, xin mời quý vị cùng theo dõi chương trình ngày hôm nay. Phúc Vy, Nghĩa nói thật nha, Nghĩa ngồi đây với Út ấy, Nghĩa nhớ lại rất nhiều kỷ niệm, nhất là mình đang ngồi ở một cái khung cảnh, một cái dòng sông rất là êm đềm, làm cho Nghĩa nhớ rất nhiều kỷ niệm đầu đời á, lúc mà Út không có để ý đó, rồi cái anh hôn nhẹ lúc cái má xíu lòng cái má nó đỏ lên, nó trơn ở trời. Thôi đừng có nhắc nữa, trời tao nổi như gà, nó cỡ đỏ mặt luôn rồi nè quỷ nè. Út có biết không, trong lòng của anh á, Út là một người con gái rất là dịu dàng, nết na, thùy mị, đoan trang. Nói chung là những cái gì tốt đẹp đều hiện hữu ở trong con người của Út hết á. Đừng có nói, ta cỡ. Anh lấy hết can đảm để anh nói với Út chuyện này. Út, Út. Nói nhỏ nhỏ thôi. Đừng quan tâm những bối cảnh xung quanh. Cỡ. Ý anh muốn nói là anh muốn Út về, về nhà anh ở có được không? Ở làm gì? Có nghĩa là tự nhiên anh... có nhà không ở đi về nhà của anh ở cả rồi. Ý... muốn người ta gật đầu thì ta gật đầu đi uống cà phê rồi nè. Đời. Muốn người ta gật đầu thì ta gật đầu đi ăn kem rồi nè. Một cái điều muốn nữa là anh muốn. Muốn gì? Út làm vợ anh đó. Lập. Cái gì? Lập. Nghĩa mới nói. Lập vợ. Coi đâu mắc cỡ. Ta nhìn kìa. Coi đâu mắc cỡ. Thôi, tôi đi về đây. Thôi mà, nè. Kiến cắn. Thôi, về nghe. Quý à. Vậy là mình sắp sửa. Có vợ. Bà làm biết tôi thấy ghê quá. Thiệt á. Rồi nghe nói à, từ quán cà phê là chạy thẳng về đây luôn hả? Thiệt á hả? Ủa rồi mới gặp ổng chút xíu rồi về rồi giờ mà bị cảm thương chàng hay sao ngồi có một cái mũ sẹt sẹt vậy? Không có cảm mà không phải thương chàng à, cũng có cái thương. Tôi biết mà, nhìn cái mặt tôi biết, cái màu này tôi cũng biết nữa, bước vô tới đây là tôi biết rồi. Ổng cầu hôn luôn mới ghê chứ. Trời ơi, nó còn hơn sự tưởng tượng của bà nó, vậy là được rồi, còn đâu gì nữa. Rồi tiến tới liền. Tiến cái gì mà tiến? Trời ơi, làm mắc cỡ ai cũng nhìn. Trời ơi, đó coi rồi mắc cỡ rồi mà ngồi bà cười vậy đó hả? Thôi bà làm quá à. Dạ, em thưa chị Út Sinh, chị năm nay là, em nhớ không lầm là 45 tuổi rồi chứ không phải là 15 tuổi. Chị nói mắc cỡ là mắc cỡ gì? Chị đâu phải là con nít mới lớn 14, 15 tuổi, đâu phải là tuổi mới trưởng thành, đúng không? Người ta gọi mấy đứa đó là tuổi teen đó. Làm gì mắc cỡ? Đâu phải là mới gặp đàn ông lần đầu đâu. Làm quá à, trời ơi, tôi không tưởng tượng nổi bà. Nè. Bạn của tôi nha, đừng có nói xấu tôi vậy nha. Tôi đính chính nha, tôi không phải 45 tuổi. Tôi chỉ là 15 tuổi nhân 3. Thôi mệt quá à. Già thì chịu mình già đi, 45 thì chịu 45 đi. Bà đặt 15 tuổi nhân 3, đâu phải tuổi teen mới lớn. Làm thấy ghê quá. Mà bây giờ nè, bà với ổng đã từng yêu nhau rồi. Ừ. Đúng không? Bây giờ gặp lại, hai người tình cảm vẫn còn. Thì bây giờ cứ tiến tới đi. Giờ trai chưa vợ, gái chưa chồng, ở không làm gì. Đó bây giờ gia đình hai bên cũng đồng ý, bạn bè cũng ủng hộ hai tay, không tiến tới làm cái gì. Ừ. Đó, bà nè, nghe nè, bà để kiểu này ha, cứ cù cưa dây nhằn á, một ngày là ông quê ông đổi ý cái là bà ở không rồi lúc đó tôi làm cái gì? Tôi đem bà đi nhận mắm bà luôn. Trời ơi, cái lu nào mà chứa nổi con mắm này trời. Mà vẫn có. Trời ơi, rảnh quá ha. Nhưng mà hả, bạn của tôi mà không có nghĩ gì hết à.
Nhìn tôi đi, thấy không? Tôi tự ti chứ. Tự ti cái gì? Dốc dáng mình như là trời xanh cho mình một cái dáng như vậy là tự ti cái gì? Ai nói? Bây giờ bự quá thì mình ấy mình tập thể dục lại chút xíu rồi nó gọn gọn lại nó cũng đẹp hơn. Trời xanh cái gì? Trời xanh tôi á, hồi mà tôi gặp ổng á, tôi có 47 kg à. Đúng rồi. Mà giờ biết nhiêu rồi không? Nhiêu? 74. 74 kg rồi đó. Mà cái đó không quan trọng đi. Giờ thí dụ nhìn riết rồi cũng quen đi. Cái này mới quan trọng nè. Tôi nói dạo này ha, mỗi lần đi lên cầu thang cái xương cốt nó rịu rạo hết à. Đi leo lên cầu thang chân cẳng nó kêu cốc 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 vậy đó. Ghê vậy bà. Chưa kể sáng ngồi vậy không có nổi, nó đau lưng rồi nó đau vai rồi nó đau cổ nên nó quải lắm. Giống như là mấy bà già vậy đó. Vậy là xương bà có vấn đề rồi. Phụ nữ mà bước vào tuổi trung niên là thường gặp về vấn đề xương khớp đó. Vậy hả? Ừ. Vậy giờ phải làm sao? Thì bây giờ phải tìm những cái dưỡng chất nào để bổ sung cho xương khớp. Đó, để cho mình xương chắc, xương khỏe để mình mới đi đến tìm đến con đường mình cần tìm. Đường gì? Đường tình. Thôi, tìm chi nữa? Có ảnh rồi. Thì có ảnh là nhìn thấy tiến tới luôn đi. Nói thì dễ, làm mới khó. Thì khó thì đi hỏi. Hỏi ai? Hỏi chuyên gia. Vâng thưa quý vị, với niềm tin mà hai chị Hiền và Út Sinh đã trao gửi cho chương trình thì chương trình cũng sẽ cố gắng để hoàn thành thật tốt nhiệm vụ làm cầu nối với các chuyên gia. Trong chương trình ngày hôm nay, xin mời quý vị cùng gặp gỡ với một vị khách mời quen thuộc để cùng tìm hiểu những cách để có thể bổ sung những dưỡng chất tốt nhất cho hệ xương và bên cạnh đó giúp cho cơ thể có được một vóc dáng hoàn hảo. Thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp gỡ với chuyên gia ngày hôm nay, đó chính là bác sĩ chuyên khoa 2 Đỗ Thị Ngọc Diệp, giám đốc trung tâm dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Xin chào Thanh Phương, xin chào quý khán giả. Thưa bác sĩ, đối với chị em phụ nữ trong độ tuổi trung niên thì bên cạnh nỗi lo đó là vóc dáng không còn được thon gọn và hoàn hảo như trước đây thì còn có một nỗi lo khác, đó là hệ xương không được cung cấp đầy đủ những dưỡng chất dẫn đến mệt mỏi và cơ thể không còn được nhanh nhẹn. Và nguyên nhân do đâu thưa bác sĩ? Cái nguyên nhân chính khiến cho phụ nữ khi mà bước vào tuổi trung niên cảm thấy mình không được khỏe lắm và cái bộ xương không còn chắc chắn nữa chủ yếu là do chúng ta chưa chú ý đến cái sức khỏe của bộ xương từ khi chúng ta còn trẻ. Nguyên nhân thứ hai là khi chúng ta đã lớn tuổi hơn thì chúng ta lại vẫn không chú ý lắm tới cái chế độ ăn uống và vì chúng ta lo là vóc dáng của chúng ta nó bị mập lên, nó bị xấu đi nên chúng ta sẽ ăn kiêng. Và trong quá trình ăn kiêng đôi khi chúng ta vô tình chúng ta quên mất cái chuyện là cái ăn kiêng của chúng ta làm cho tất cả những cái chất gì cần cho bộ xương của chúng ta tiếp tục phải được chắc khỏe nó không được cung cấp nữa và nó tác động vào khiến cho chúng ta thiếu xương và chúng ta sẽ yếu đi và cảm thấy đau đớn, nhức mỏi và cảm thấy mệt mỏi. Đó là hậu quả của cái tình trạng loãng xương. Và những dưỡng chất nào là cần thiết mà chúng ta cần phải cung cấp để tốt cho xương à? Chúng ta thường nhắc đến những cái dưỡng chất cần cho xương mà tất cả mọi người đều thấy và đều nhớ. Đó là chúng ta thấy canxi. Nhưng canxi chưa đủ. Canxi mới là yếu tố đầu tiên quan trọng vì nó đóng góp tới 90% ở trong cái xương của mình. Nhưng mà ngoài canxi thì chúng ta còn cần các cái khoáng chất khác, đó là phốt pho. Chúng ta còn cần magie, đó chính là ba cái khoáng chất rất là quan trọng giúp cho xương của chúng ta chắc khỏe. Bên cạnh đó thì chúng ta lại còn cần tác động của một số các cái yếu tố dinh dưỡng khác. Ví dụ chúng ta cần có vitamin D. Bởi vì nếu có vitamin D thì cái lượng canxi mà chúng ta ăn vào hàng ngày sẽ được hấp thu tốt và lắng đọng tốt vào xương kể từ khi chúng ta còn trẻ nhỏ cơ. Bây giờ bên cạnh các khoáng chất này chúng ta còn phải chú ý như thế này. Nếu chúng ta không được cung cấp đầy đủ chất đạm thì chúng ta sẽ bị thiếu collagen là cái chất mà nó tạo ra những cái lưới. Những cái lưới này nó sẽ làm cho xương, canxi của chúng ta, phốt pho vân vân nó lắng đọng trên xương. Và như vậy nếu chúng ta ăn thiếu chất đạm thì chúng ta sẽ không lắng đọng được tốt canxi làm cái lưới giống như là chúng ta mô tả là chúng ta đổ bê tông. Thì chúng ta phải có các cái lưới thép. Các lưới thép này ở trong xương của chúng ta chính là do nguồn gốc từ chất đạm mà ra. Vậy cái loại dưỡng chất thứ hai chúng ta cần phải cung cấp hàng ngày đó chính là chất đạm. Và nếu chúng ta chú tâm đến chất đạm có nguồn gốc động vật kể từ khi chúng ta còn trẻ thì bộ xương của chúng ta sẽ tốt. Và chúng ta sẽ bổ sung những dưỡng chất này bằng các cách như thế nào thưa bác sĩ? Cách đơn giản và ai cũng làm và chúng ta làm từ khi chúng ta còn nhỏ, còn trẻ đó là chúng ta ăn bằng các thực phẩm tự nhiên hàng ngày. Chúng ta hãy chú ý đến những thực phẩm nào mà trong thành phần của nó có hai cái nhóm chất mà cần cho xương. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến chất đạm. Những chất đạm có nguồn gốc từ động vật sẽ được ưu tiên khi chúng ta còn trẻ, đặc biệt
trước khi chúng ta bước vào tuổi 30, chúng ta phải ăn nhiều chất đạm có nguồn gốc từ động vật để chúng ta có cái bộ xương, có nền tảng giúp cho bộ xương tốt. Vậy thì chất đạm chúng ta sẽ chọn rất dễ hiểu, chúng ta sẽ chọn thịt, cá, trứng, sữa, tôm và đậu hũ. Tiếp theo thì chúng ta đến cái tuổi chúng ta trên 30, đặc biệt là trên 40, thì các chị hãy lựa chọn khoảng 50% cái lượng chất đạm mà chúng ta ăn vào hàng ngày là từ thực vật. Vậy chúng ta sẽ chọn các loại đậu đỗ, trong đó nổi tiếng nhất và dễ hiểu nhất đó chính là đậu hũ. Nhưng không được quên là nếu thiếu chất đạm có nguồn gốc từ động vật thì vẫn không tốt cho xương. Bây giờ cái nhóm thứ hai là cái nhóm khoáng chất, thì chúng ta sẽ chọn những khoáng chất mà chúng ta biết là cần cho xương, thì bao gồm có canxi, phốt pho, magie và một số khoáng chất khác. Vậy chúng ta lựa chọn các thực phẩm có nhiều. Những thực phẩm có nhiều thì là các thực phẩm có nguồn gốc từ động vật, lại quay trở lại những thứ mà chúng ta vừa kể ra. Nhưng chưa đủ, nếu chúng ta ăn toàn là chất đạm thì chúng ta sẽ có một trong những điểm bất lợi, đó là nó ức chế hấp thu canxi nếu chúng ta ăn nhiều chất đạm quá. Vì vậy chúng ta sẽ phải chú ý như thế này: những cái đạm mà từ thịt thì thường thường với một cái cách ăn của người Việt Nam hiện nay, đặc biệt là đô thị, chúng ta ăn nhiều thịt quá không tốt. Chúng ta phải ăn cá, chúng ta hãy ăn tôm, cua, đặc biệt những con nhỏ, nó sẽ cung cấp nhiều canxi hơn. Bên cạnh đó thì một trong những thực phẩm rất là tốt mà chúng ta phải chú ý đó là sữa. Sữa là một cái loại thực phẩm mà bản thân nó vừa có canxi, vừa có phốt pho, vừa có magie, vừa có mangan và nó còn có vitamin D ở trong đấy nữa. Nhưng mà sữa thì chúng ta cũng phải chú ý như thế này: các loại sữa dành cho phụ nữ tuổi trung niên thì phải lựa chọn cái loại sữa nào mà hàm lượng canxi nó cao hơn, chất béo nó ít hơn thì chúng ta mới tránh được béo phì, nhưng mà nó lại đủ các khoáng chất. Vậy chúng ta hãy lựa chọn loại sữa nào mà có hàm lượng các khoáng chất cần cho xương cao. Và mỗi ngày chúng ta uống thì chúng ta uống như thế nào, chúng ta nên lựa chọn nó và uống cái sữa này hoặc là vào bữa sáng, hoặc là với cái loại hình lao động của ta, nếu mà chúng ta phải thức khuya, chúng ta có thể uống vào buổi xế chiều. Mỗi ngày uống từ 1 đến 2 ly là chúng ta hoàn toàn có thể giúp cho bộ xương của chúng ta tốt hơn. Và cuối cùng thì không biết bác sĩ có thông điệp nào muốn gửi đến cho khán giả của chương trình, và đặc biệt là đối với các chị em phụ nữ ở độ tuổi trung niên không ạ? Tất cả chúng ta đều mong muốn có một bộ xương khỏe mạnh. Nếu chúng ta có bộ xương khỏe mạnh thì chúng ta sẽ có một cái vóc dáng đẹp. Chúng ta không bị đau chân, không bị đau lưng, thì người chúng ta thẳng. Khi chúng ta tuổi chúng ta cao, chúng ta vẫn có cái dáng thẳng đẹp. Chúng ta có thể không cao nhưng mà chúng ta có dáng thẳng đẹp, đó là đã là điều quan trọng rồi. Bây giờ điểm thứ hai, chúng ta không đau đớn, chúng ta không khó chịu thì năng suất lao động của chúng ta sẽ cao hơn. Muốn có một bộ xương chắc khỏe và một cái vóc dáng đẹp thì chắc chắn phải chú ý chăm sóc từ khi chúng ta bắt đầu ra đời. Vậy chúng ta hãy chăm sóc cho những đứa con của chúng ta bằng cách là có một chế độ dinh dưỡng hợp lý, thường xuyên vận động thể lực, và đặc biệt phải chú ý là chúng ta phải tiếp xúc với ánh nắng mặt trời thông qua các hình thức là tập thể dục ở ngoài trời. Chúng ta có thể đi dạo, chúng ta có thể vui chơi sinh hoạt gia đình ở ngoài trời. Khi chúng ta lớn lên thì chúng ta lúc nào cũng phải chú ý đến những chất dinh dưỡng tốt cho xương. Và trong các chất dinh dưỡng tốt cho xương thì ngoài các thực phẩm tự nhiên, chúng ta hãy lựa chọn các cái tiến bộ của công nghệ thực phẩm. Chúng ta lựa chọn những thực phẩm nào được bổ sung thêm những dưỡng chất tốt cho xương như đã nêu trên thì chúng ta sẽ duy trì được một sức khỏe thật là tốt. Và các chị hãy luôn luôn lưu ý, không bao giờ muộn khi bắt đầu chăm sóc cho bộ xương của mình. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ mà bác sĩ Đỗ Thị Ngọc Diệp đã gửi đến cho chương trình. Quý vị khán giả thân mến, những thông điệp mà bác sĩ vừa chia sẻ cho chương trình cũng chính là lời chúc mà chương trình muốn gửi đến cho các chị em phụ nữ. Chúc cho các chị sẽ luôn tự tin trong công việc và luôn có một cuộc sống hạnh phúc bên gia đình. Thế còn hai nhân vật của chúng ta ngày hôm nay thì sao ạ? Không biết rằng họ có tìm lại được hạnh phúc sau khi út sinh, giải tỏa được nỗi lo lắng của mình hay không? Xin mời quý vị cùng theo dõi tiếp câu chuyện. Út à, coi như là ruộng nó liền bờ rồi ha? Ừ, ruộng còn đâu mà liền với bờ. Như vậy không cần vụ mồng tơi nữa, hai nhà tụi mình đã là một rồi. Ừ. Mấy bữa nay anh ngủ không có được á. Ừ. Làm gì ta ngủ được không bằng vậy? Nghe nè, sao tự nhiên em hồi hộp quá, ngày mai tự nhiên làm cô dâu già chát thì ghê. Nè, em không có được nói cái câu mà là mình già chát nghe chưa. Em không có tự ti ha? Em không có mặc cảm gì ở đây hết trơn hết trọi đó. Bây giờ nhìn em vậy coi, ai mà nghĩ em 45 tuổi đâu. Người ta đoán cao lắm là em chừng 30 à. Bởi vì cái dáng của em rất là hấp dẫn. Trời ơi, xạo vậy, xạo dễ sợ, khéo nịnh dễ sợ. Sao mà đáng yêu, yêu cái gì mà yêu. Anh biết bí quyết của em tại sao em giữ được cái dốc dáng như thế này rồi ha. Đây nè,
Em nãy giờ không để ý anh cầm cái gì sao? Trời. Em giữ được là nhờ cái này đúng không? Bắt đầu từ ngày hôm nay, mỗi ngày anh sẽ pha cho em một ly sữa để bảo vệ cái nhan sắc của em, được chưa? Hứa là nhớ nó nha. Nhớ chứ. À, nhưng mà anh nghĩ gì nè? Sao? Nếu mà đám cưới của tụi mình nó giống như người ta mười miếng một mâm vàng dòng, anh thấy là nó không có gì gọi là đặc biệt hết, đúng không? Anh sẽ quyết định rồi. Anh sẽ bê nguyên một kho sữa để làm quà cưới luôn. Trời, vậy nó mới sốc. Nó nhỏ nhỏ thôi, nói lớn lộ bí quyết của em nè, em bắt đền em không cho cưới đó nha. Hiểu rồi. Vâng thưa quý vị, như vậy là tình yêu đã tìm đến tình yêu để giúp cho họ thăng hoa hơn trong cuộc sống. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Thanh Phương xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.